Xin chào quý vị, Phương Thí rất vinh dự khi luôn được đồng hành cùng với quý vị để đón xem bản tin thời sự trên kênh Tin Mới. Bản tin cập nhật những tin tức nóng nhất, chính xác nhất về tình hình an ninh trật tự đã diễn ra trong ngày và ngay sau đây là những tin chính có trong chương trình. Tin cực kỳ khẩn cấp, hôm qua tàu chiến của phía Trung Quốc đối đầu nảy lửa với tàu chiến của Mỹ ở sát quần đảo Hoàng Sa ngoài khơi Biển Đông, đẩy căng thẳng giữa Washington và Bắc Kinh lên mức báo động đỏ. Thưa quý vị, tình hình Biển Đông lại tiếp tục căng hơn dây đàn khi vào lúc 16 giờ 30 phút ngày hôm qua đã xảy ra một cuộc đụng độ đối đầu đầy gây cấn giữa tàu chiến mang tên USS Rheinland của chiến hạm Mỹ với các tàu chiến của phía Trung Quốc ở ngoài khơi Biển Đông. Nguyên nhân ban đầu được xác định là do phía chính quyền ông Tập Cận Bình gây ra. Theo giới quan sát về Biển Đông cho biết, vào chiều ngày hôm qua khi con tàu chiến mang tên USS Rheinland của Hoa Kỳ đang di chuyển sát quần đảo Hoàng Sa thì bất ngờ bị một nhóm tàu hung dữ và một con tàu chiến cỡ lớn phía Hải quân Trung Quốc xông ra bao vây, xua đuổi, lập tức đụng độ nảy lửa đã xảy ra. Hai bên liên tục cho tàu chiến quần thả nhau, rượt đuổi nhau, thậm chí có lúc phía Trung Quốc còn dùng vòi rồng để phun vào con tàu chiến của Mỹ. Hải quân của Bắc Kinh còn cho giương súng định bắn đạn thật để xua đuổi tàu USS Rheinland của Hoa Kỳ. Tuy nhiên, chiến hạm của Hải quân Mỹ đã quyết định cho bẻ lái, tăng tốc nhằm tránh va chạm với phía Trung Quốc. Nhưng Hải quân của Bắc Kinh đã cố tình lao lên gây sức ép, hòng đâm trực diện, cảnh cáo tàu chiến của Mỹ. Và cuộc rượt đuổi chiều ngày hôm qua đã được diễn ra như những thước phim hành động của Hollywood. Và để thoát ra khỏi vòng vây nguy hiểm trên từ phía Bắc Kinh, tàu chiến của Hải quân Mỹ đã buộc phải tăng tốc cực nhanh cho đâm chìm một con tàu do thám của phía Trung Quốc để cảnh cáo. Tưởng chừng phía Bắc Kinh run sợ và cho tháo chạy, nhưng không, lực lượng bảo vệ bờ biển của Trung Quốc vẫn tiếp tục tăng tốc, đòi bắn đạn thật, uy hiếp con tàu chiến của Mỹ. Ngay lúc đó, chiến hạm USS Rheinland của Mỹ đã phát đi tín hiệu sẽ tiếp tục phóng tên lửa để tấn công hải quân phía Trung Quốc. Sợ bị trúng tên lửa, nhóm tàu của Bắc Kinh đã cho chạy tán loạn, hòng thoát thân. Thưa quý vị, sau khi rượt đuổi với nhau và đụng độ dữ dội giữa hải quân hai nước ở vùng biển ngoài khơi quần đảo Trường Sa, người phát ngôn Bộ Ngoại giao của Trung Quốc, bà Hoa Xuân Oánh, là tay chân thân tín của ông Tập Cận Bình, đã trực tiếp lên tiếng nói rằng: "Chúng tôi kịch liệt phản đối nhóm tàu chiến của Mỹ đã xâm phạm vào vùng biển của Trung Quốc ở quần đảo Tam Sa. Hành vi trên là không thể nào dung tha và chấp nhận được vì nó gây ra mất an ninh, an toàn cho vùng biển của Bắc Kinh, đề nghị Hải quân của Hoa Kỳ cho rút ngay toàn bộ tàu chiến nói trên ra khỏi vùng biển của chúng tôi nếu không muốn xảy ra thương vong." Bà Hoa Xuân Oánh còn mạnh miệng tuyên bố rằng, hôm qua, Hải quân của Bắc Kinh đã làm nhiệm vụ rất tốt khi đánh đuổi được con tàu chiến của Mỹ ra khỏi lãnh hải của Trung Quốc ở quần đảo Tam Sa. Phía Trung Quốc nói rằng chính quyền của Mỹ nên tập trung vào công tác phòng chống dịch bệnh COVID đi bởi vì Hoa Kỳ đang chịu ảnh hưởng nặng nề của bệnh dịch, chứ đừng đem tàu chiến, máy bay đi vào Biển Đông để uy hiếp chính phủ Trung Quốc, bởi Bắc Kinh sẽ không bao giờ để cho Hoa Kỳ lộng hành ở vùng biển này đâu. Bà Hoa Xuân Oánh tuyên bố rằng Biển Đông là biển riêng của Trung Quốc với 10 nước ASEAN, đề nghị các nước trên thế giới không được can thiệp, nhúng tay vào, nếu không Trung Quốc sẽ đáp trả một cách quyết liệt và mạnh mẽ nhất. Được biết, sau cuộc đụng độ đối đầu căng thẳng giữa Hải quân Trung Quốc và một tàu chiến cỡ lớn của Mỹ ngày hôm qua, và sau bài phát biểu có tính chất ngông cuồng, hống hách của bà Hoa Xuân Oánh, người phát ngôn Bộ Ngoại giao phía Trung Quốc, tối ngày hôm qua, một quan chức cấp cao trong Bộ Quốc phòng của Mỹ đã trực tiếp lên tiếng nói rằng, bác bỏ hoàn toàn việc tàu khu trục mang tên là Rheinland của Hải quân Hoa Kỳ bị phía Trung Quốc đánh đuổi và trục xuất ra khỏi ngoài khơi của quần đảo Hoàng Sa ở Biển Đông. Chúng tôi cho rằng phía Trung Quốc đã đưa ra thông tin không đúng sự thật nhằm mục đích xấu. Bắc Kinh khẳng định đã đưa ra lời cảnh báo và sau đó đụng độ đâm húc, trục xuất, đánh đuổi một con tàu chiến của Hải quân Mỹ ra khỏi ngoài khơi ở Biển Đông là hoàn toàn sai trái. Chúng tôi nhấn mạnh rằng là không có sự vụ trên, đồng thời Mỹ cũng đưa ra cảnh báo với các nước trong khu vực cũng như cộng đồng trên thế giới rằng chúng ta không nên tin vào phía Trung Quốc bởi vì họ thường nói một đằng làm một nẻo. Phía Bắc Kinh hay đổi trắng thay đen, biến có thành không và biến không thành có để rồi dùng vũ lực xâm chiếm các nước trong khu vực.
Điều đó là không thể nào dung tha và chấp nhận được. Chúng ta phải có những hành động quyết đoán để trừng trị Trung Quốc, trừ khử Bắc Kinh. Mỹ khẳng định sự việc đối đầu căng thẳng vào chiều ngày hôm qua là hoàn toàn đúng khi một tàu khu trục cỡ lớn của Hải quân Hoa Kỳ tiến sát vào quần đảo Hoàng Sa để tuần tra, tuần duyên. Vì nhận thấy rằng trong suốt thời gian vừa qua, chính quyền của ông Tập Cận Bình ra sức bành trướng, bắt nạt, có những tuyên bố gây sốc, sai trái, vô lý với cả thế giới về vùng biển này. Cho nên chính quyền Tổng thống Mỹ, ông Joe Biden đã phát lệnh điều gấp cho Hải quân Hạm đội Thái Bình Dương Hoa Kỳ có mặt tại đây để dẹp loạn phía Trung Quốc, trừng trị Bắc Kinh để trả lại bình yên cho Biển Đông. Chúng tôi xin nhắc lại rằng, vụ đụng độ ngày hôm qua, Hải quân của Mỹ đã đâm chìm một tàu do thám biển của phía Trung Quốc để cảnh cáo vì chúng tỏ ra rất hung dữ. Chính phủ Mỹ còn nói rằng hai quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa là hoàn toàn của Việt Nam. Điều này đã được Bộ Ngoại giao Việt Nam nêu rõ, cũng như các minh chứng lịch sử bằng chứng sống xác định rằng hai quần đảo trên hoàn toàn là của Việt Nam. Công ước về luật biển năm 1982 của Liên Hợp Quốc cũng chỉ ra rằng Việt Nam có chủ quyền không thể chối cãi với hai hòn đảo Hoàng Sa và Trường Sa nói trên, đề nghị phía Trung Quốc tôn trọng và thực thi theo đúng luật pháp quốc tế. Nếu không, Mỹ và các nước đồng minh cũng như đối tác ở khu vực Đông Nam Á, châu Á sẽ san phẳng Bắc Kinh. Thưa quý vị, việc Hải quân của Mỹ liên tục điều tàu chiến xuất hiện ở ngoài Biển Đông để răn đe, cảnh cáo phía Bắc Kinh đã được các nước trong khu vực cũng như cộng đồng trên toàn thế giới hoàn toàn ủng hộ, hoan nghênh, tán dương. Các nước nói rằng ủng hộ Mỹ ra tay trừng trị Trung Quốc để bảo vệ Biển Đông, bảo vệ vùng biển đảo cho các nước đồng minh, cũng như các đối tác trong đó có Việt Nam. Hiện thì phía Trung Quốc vẫn nuôi cái tham vọng độc chiếm Biển Đông về tay Bắc Kinh theo đúng ý định của người đứng đầu Đảng Cộng sản, ông Tập Cận Bình. Bởi vì người đứng đầu chính phủ Trung Quốc, ông Tập nói rằng phải chiếm được Biển Đông thì Trung Quốc mới trở thành cường quốc số 1 trên thế giới vào năm 2030. Trong một phát biểu tại thủ đô Bắc Kinh, người đứng đầu phía Trung Quốc nói rằng hiện tại thành phố Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc của chúng ta đã khống chế được dịch bệnh virus corona. Vì thế, bây giờ nhiệm vụ quan trọng của Trung Quốc là khôi phục kinh tế càng nhanh càng tốt, đồng thời cho hải quân cũng như là tàu thuyền ra ngoài Biển Đông để xây dựng những hòn đảo nhân tạo, đặt các cơ sở quân sự ở ngoài đó. Bởi vì chính những nơi đây là lá chắn quân sự cực kỳ tốt cho Trung Quốc. Thưa quý vị, được biết, trong suốt thời gian vừa qua, Trung Quốc đã liên tục đưa những cái chủ quyền phi pháp ở ngoài Biển Đông như thành lập hai huyện đảo Tam Sa và Nam Sa, gây phẫn nộ cho cộng đồng trên toàn thế giới, đặc biệt là các nước trong khu vực Đông Nam Á. Hành động của phía Trung Quốc là đi ngược lại với hòa bình trên thế giới. Trong một bài phát biểu tại thủ đô Tokyo, người đứng đầu Đảng Cộng sản Trung Quốc, ông Tập Cận Bình, đã nhấn mạnh rằng Trung Quốc cam kết sẽ không gây hấn và bành trướng ở ngoài Biển Đông. Trung Quốc sẽ giữ hòa bình, an ninh, trật tự cho khối ASEAN ở khu vực Đông Nam Á. Nhưng những gì Trung Quốc đã và đang làm thì đi ngược lại với những phát biểu nói trên. Vì thế, chúng ta phải hết sức cảnh giác với cả chính quyền của Bắc Kinh. Trước tình hình bành trướng, ngỗ ngược của phía Trung Quốc, Mỹ và các nước trên thế giới như Liên minh châu Âu, Anh, Pháp, Đức, Hà Lan, Italia, Tây Ban Nha, trong đó có Nhật Bản, Hàn Quốc và Nga đã liên tục điều tàu khu trục, điều tàu chiến, điều máy bay chiến đấu tiến ra ngoài Biển Đông để răn đe, trừng trị phía Trung Quốc. Nhưng Bắc Kinh vẫn phớt lờ tất cả những cảnh báo nói trên. Thưa quý vị, có một cái tin được cho là rất mới và rất nhiều người đáng quan tâm. Đó là mới đây, phía Trung Quốc đã cho lồng một bài hát về Biển Đông để nói rằng Biển Đông là của phía Trung Quốc, gây phẫn nộ cho cộng đồng tại đất nước Philippines. Được biết, năm 2016, Philippines đã từng thắng kiện tòa trọng tài quốc tế khi kiện Trung Quốc lên Liên Hợp Quốc và khi đó Philippines đã thắng kiện hoàn toàn. Tuy nhiên, tới thời điểm hiện tại, phía Trung Quốc vẫn không chấp nhận phán quyết trên. Bộ Ngoại giao của Mỹ mới đây đã chỉ trích Bắc Kinh lợi dụng sự tập trung của các nước trong khu vực trong công cuộc phòng chống dịch bệnh. Bắc Kinh đã tăng cường ngoại giao trong mùa dịch này thông qua viện trợ y tế cho nhiều nước ở khu vực Đông Nam Á. Nước này đã gia tăng các hoạt động trái phép trên Biển Đông, liên tiếp xâm phạm vào lãnh hải của Philippines, Malaysia, Singapore và Myanmar, trong đó có cả Brunei. Vì thế, chúng ta phải hết sức cảnh giác với cách ngoại giao nguy hiểm của phía Trung Quốc. Các chuyên gia cho rằng Bắc Kinh đã quá sai lầm khi liên tục thực hiện các hành vi khiêu khích trên Biển Đông vì cho rằng các bên liên quan sẽ phản ứng yếu ớt trong bối cảnh mà đối phó với dịch bệnh bắt nguồn từ phía Trung Quốc.
Bắc Kinh đã cho thấy họ sẽ không bao giờ từ bỏ các yêu sách của chủ quyền vô lý trên Biển Đông, bất chấp đã bị cộng đồng quốc tế nhiều lần bác bỏ. Giới chuyên gia nhận định, kể cả khi không có đại dịch, Bắc Kinh vẫn sẽ bắt nạt ngư dân các nước và quấy rối các hoạt động khai thác dầu khí ở trong khu vực. Trung Quốc đang tận dụng triệt để đại dịch với niềm tin là những gì họ đang làm sẽ không vấp phải sự phản đối nào từ cộng đồng trên toàn thế giới, bởi vì Bắc Kinh cho rằng các nước đang tập trung cho công cuộc phòng chống đại dịch. Nhưng ngày hôm qua, tàu khu trục của Mỹ lần thứ 13 trong một tháng đã liên tiếp xuất hiện ở ngoài Biển Đông để răn đe phía Trung Quốc. Không những thế, tại vùng Biển Đông phía Nam, ba tàu chiến của Mỹ và một tàu khu trục cỡ lớn của Australia đã tham gia một cuộc tập trận chung rất lớn để răn đe con tàu khảo sát địa chất hải dương 10 của phía Bắc Kinh đang khảo sát bất hợp pháp ở vùng biển của Malaysia. Theo một thông tin mới nhất, thì Đài Loan cho biết nhóm tàu chiến của Trung Quốc đang lởn vởn ở ngoài khơi eo biển Đài Loan và sắp tới chắc chắn sẽ gây ra những cái hành động gây mất an ninh, an toàn cho Đài Bắc. Vì thế, các nước trong khu vực phải hết sức cảnh giác. Đồng thời, nếu phát hiện nhận ra những sai trái của Bắc Kinh, phải ra tay trừng trị ngay lập tức. Nếu không, hiểm họa khôn lường và Biển Đông sẽ còn dậy sóng trong những ngày tới, bởi vì Trung Quốc vẫn không từ bỏ tham vọng độc chiếm Biển Đông. Tất cả các tin tức đó chúng tôi sẽ liên tục cập nhật cho quý vị và các bạn vào các bản tin kế tiếp. Còn chương trình ngày hôm nay chúng tôi xin phép được tạm dừng tại đây. Chúc các bạn một ngày vui vẻ. Xin kính chào và hẹn gặp lại. Vừa rồi là những thông tin mới nhất mà chúng tôi mới cập nhật. Quý vị và các bạn cũng đừng quên đăng ký kênh và ấn vào nút chuông để nhận được những thông tin mới nhất về video của chúng tôi. Cảm ơn quý vị đã quan tâm và theo dõi. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo của chương trình.